Sáng 7 tháng 7, liên tiếp 4 trận động đất có độ lớn từ 3,5 đến 4,2 đã xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, không gây rủi ro thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết thông tin trên. Theo đó, trận động đất thứ nhất có độ lớn 3,9 xảy ra vào 9 giờ 31 phút 31 giây. Trận động đất thứ hai xảy ra chỉ sau đó 1 phút, vào 9 giờ 32 phút 10 giây. Vào 9 giờ 37 phút 18 giây, khu vực này xảy ra trận động đất thứ ba có độ lớn 3,5. Tiếp đó, đến 9 giờ 48 phút 2 giây, trận động đất thứ tư tại khu vực này xuất hiện với độ lớn 4,2. Cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Những ngày gần đây, tần suất xảy ra và độ lớn của các trận động đất tại khu vực này có xu hướng tăng dần. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết từ tháng 6 năm 2021, Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra. Đầu tháng 9 năm 2022, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt mới 3 trạm quan trắc cảnh báo động đất tại Thủy điện Thượng Kon Tum, nâng tổng số trạm quan trắc thuộc khu vực hoạt động của thủy điện này lên 6 trạm. Số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn, các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.